Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp Claim 100 top cần có hiệu là GXB nè bạn, dành cho 30.000 địa chỉ đầu tiên nè các bạn. Từ sàn Gigas Swap. Chapio thì để claim được con này các bạn cần copy phần link mô tả dưới video mình dán vào trình duyệt đáp rồi kết nối với cái mạng Binance Smart Chain của tất cả các bạn nha bạn. Rồi, bạn bấm hiện tại vô nó đây chỉ vô Binance số 0 các bạn cứ claim luôn nha tất cả các bạn. Mình sẽ tốt một chút phí mạng các bạn. Mình sẽ tốt là 0.009 khoảng 0.3 USDT các bạn. Bạn bấm chấp thuận nha các bạn. Hiện lên Binance 100 coi. Các bạn chờ chút xíu đang xác nhận nha các bạn. Ok, sau khi nó hiện ra gì ra số 100 cần RXP thì nó đã về đó các bạn. Thì các bạn trở về trình duyệt chiếc chocolate của tất cả các bạn ra nha các bạn. Để mình tìm con chắc của nó các bạn. Rồi, con này hiện tại tổng cung nó có 200 triệu tốc cần nha các bạn. Rồi, các bạn copy con chắc của nó nè. Các bạn trả gì với chocolate của tất cả các bạn nè. Các bạn chọn bao gạch cùng, các bạn dán nè. Rồi, các bạn mở ra nha các bạn. Thì các bạn sẽ nhận được 100 tốc cần RXP nè. Đây, mình thì chết nhiều ví nha các bạn. Ví chính mình cũng đã về nè các bạn. Con này các bạn không cần làm airdrop, các bạn cũng thể claim được nè các bạn. Ok, vậy các bạn đã hướng dẫn các bạn tham gia một chương trình airdrop claim 100 tốc cần. Rồi, IP đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.